Quý vị thân mến, cây hoa artiso, một loại trà, cũng là một cái vị thuốc nam điều trị bệnh gan rất hay. Và ở trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn những công dụng chính và cách dùng vị thuốc này một cách hiệu quả nhất. Đây là một cái loại cây thuốc nam đã được sử dụng bởi người châu Á cách đây hàng ngàn năm. Và cái cây này có cái nguồn gốc từ Địa Trung Hải, đã được người Hy Lạp cổ đại trồng làm rau ăn và làm thuốc. Cây được du nhập vào Việt Nam vào những cái năm 1930 bởi người Pháp. Và hiện nay thì cây artiso được trồng nhiều ở Đà Lạt làm dược liệu. Cách đây vài năm thì trà artiso là một trong những cái đồ uống khoái khẩu của nhiều người, được dùng như một thứ đồ uống có công dụng là mát gan, giải độc cho cơ thể. Bộ phận để dùng thì chúng ta có thể dùng toàn bộ cây, gồm lá, thân, rễ và cả hoa. Có thể dùng tươi hoặc là dùng khô. Cây tươi dùng làm rau ăn. Ngoài ra thì cây còn được phơi khô làm trà và dược liệu. Và hoa artiso thì thường được thu hái quanh năm. Hoa thu về được rửa sạch, phơi hoặc là sấy khô làm thuốc. Hiện nay thì có nhiều công ty đã chế biến dưới dạng là trà túi lọc và cao artiso rất tiện dụng. Theo kinh nghiệm dân gian thì cây artiso có một số công dụng như sau. Thứ nhất là tăng cường chức năng gan, giúp giải độc gan, giúp gan giải độc tốt hơn. Thứ hai là điều trị bệnh men gan tăng cao. Thứ ba là hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, hạ đường huyết rất tốt. Tăng bài tiết dịch mật, giúp tăng cường tiêu hóa, hạ cholesterol trong máu, tác dụng lợi tiểu. Và chúng ta có thể dùng dưới dạng khô. Hoa artiso khô 10g pha với 1 lít nước uống trong ngày. Hoặc là dùng dưới dạng tươi. Hoa artiso tươi 30g, gan lợn 200g, nấu canh dùng hàng ngày. Và khi sử dụng thì chúng ta chú ý là hàng phải phơi khô tự nhiên, không hóa chất bảo quản, nên dễ ẩm mốc. Vì vậy mà dùng xong phải bao gói kín. Và đặc biệt là chúng ta phải tránh cái sự nhầm lẫn với cái cây bụt giấm. Nhiều người vẫn nhầm tưởng đây là cái cây artiso. Thực tế thì hai loại cây này hoàn toàn khác nhau về cái hình dáng và công dụng điều trị bệnh. Chúng ta có thể xem cái hình ảnh cây bụt giấm ở trên màn hình. Quý anh chị thân mến, như vậy là trong cái video này chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái công dụng chính và cái cách dùng của cái vị thuốc artiso này. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống, trong việc mà phòng bệnh và chữa bệnh. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc thì quý vị có thể là để lại lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.